những chương trình trước, Hải Hà đã có dịp được giới thiệu tới quý vị và các bạn những ngôi chùa cổ tại Hải Phòng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình ấy đến với những ngôi cổ tự độc đáo tại nơi đây. Chùa Vẻn hay còn gọi là chùa An Biên có tên chữ là Thanh Lương Tự, đến thời Nguyễn được đổi thành Linh Quang Tự. Theo truyền ngôn, xưa kia, chùa được các bậc tiền nhân cùng dân làng An Biên xây dựng trên nền đất rộng thuộc trung tâm thành phố. Nhưng do tác động của lịch sử, chùa được xây dựng lại và khánh lạc vào năm 1913. Thầy có thể chia sẻ những cái điều đặc biệt, những cái điều độc đáo của ngôi chùa này cho khán giả được biết được không ạ? Ngôi chùa này thì có tên là ngôi chùa vào An Biên, hay còn gọi là có tên khác là chùa Vẻn. Đây là tên lấy tên của ngôi làng để đặt cho chùa. Như vậy thì tiền thân của cái vùng đất này, tức là vùng đất An Biên, ấp An Biên, là do bà nữ tướng Lê Chân là người chủ của ấp đến đây để xây dựng lên cái ấp này. Thì lịch sử của chùa cũng có từ thời bây giờ. Chùa Vẻn, đình An Biên và đền Nghè là bộ ba cái nơi thắng cảnh, nơi di tích mà gắn liền với lịch sử của bà nữ tướng Lê Chân. Đó là ba nơi này là đều là những nơi mà có thờ ngài là thành hoàng của vùng đất An Biên. Thấy là đây cũng là một cái điểm đặc biệt của ngôi chùa này. Cũng như nhiều ngôi chùa cổ, chùa Vẻn cũng mang dấu ấn kiến trúc xưa với tòa thượng điện, tòa tiền đường, tòa hậu cung, nhà tổ và gác chuông. Điểm khác biệt của chùa Vẻn so với nhiều ngôi chùa khác là ở giữa gian tiền và gian trung được để thoáng, có thiết kế một lầu được nâng đỡ bởi tứ trụ bằng gỗ, cổ các hai tầng đao mái, lợp ngói mũi hài. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, chùa Vẻn vẫn lưu giữ được tín ngưỡng dân gian là nơi thờ Phật và thờ nữ tướng Lê Chân, người đã có công khai phá ra Hải Tần phòng thủ ngày xưa, tức là Hải Phòng ngày nay. Nét độc đáo nhất của ngôi cổ tự là toàn bộ hệ thống tượng Phật đều được chế tác từ gỗ nguyên khối, không sơn son thiếp vàng, tạo nên vẻ cổ kính rất riêng, rất huyền bí, thâm nghiêm của chốn cửa thiền. Là một địa chỉ tâm linh nổi tiếng, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch và các tín đồ Phật giáo tới chiêm bái hàng năm, chùa Vẻn là một ngôi cổ tự mà các bạn nên ghé thăm mỗi khi đến với thành phố Cảng. Từ lâu, chùa Vẻn đã là một trong những chốn danh lam cổ kính nhất của Hải Phòng. Bởi vậy, nơi đây luôn chuyển nhau câu phương ngôn, gạo chùa Đông, thôn chùa Đà, đa chùa Vẻn. Chùa Vẻn có tên chữ là Hoa Linh Tự, gắn liền với những sự kiện oanh liệt chống ngoại xâm của quân dân ta trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Vương Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 1287-1288 của quân dân ta thời Trần. Theo truyền sử địa phương, các thám tử của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã sử dụng ngôi chùa này để quan sát đồn trại giặc và vẽ sơ đồ chuẩn bị cho trận đánh Bạch Đằng năm 1288 thắng lợi. Hiện nay, chùa Vẻn là một công trình kiến trúc nghệ thuật có quy mô lớn, tọa lạc trên một khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Chùa chính gồm hai đơn nguyên kiến trúc là Phật điện và tòa thờ tổ. Trong đó, tòa Phật điện có cấu trúc mặt bằng hình chữ đinh quen thuộc, gồm 5 gian tiền đường và 4 gian hậu cung. Trên tòa Phật điện, bộ tượng Tam Thế được đặt trang trọng ở nơi cao nhất, trong dáng thiền định trên đài sen lớn. Tiếp đến là bộ tượng Di Đà Tam Tôn với Phật A Di Đà ngồi giữa, hai bên là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát.
Tượng Thích Ca nhập Niết Bàn được thể hiện trong tư thế nằm nghiêng bên phải, mặt nhìn ra ngoài, cổ đeo chuỗi anh lạc. Lần đầu tiên đến với chùa vẽ thì khi bước chân vào ngôi chùa thì cô thấy là nhất là một cái cảm giác rất là linh thiêng, trang nghiêm, một khuôn viên rất đẹp và tạo cho khách thập phương đến đây một cái tâm rất là tĩnh, một sự thư thái, một sự bình an và một cái điều rất là linh thiêng và có cảm giác là cho mình một cái tâm trạng rất là tốt đẹp. Về kiến trúc ở đây thì cô thấy là kiến trúc ở đây rất là hài hòa, khuôn viên của ngôi chùa khang trang, sạch đẹp, một môi trường rất là trong lành và giữ được cái nét cổ kính của ngôi chùa truyền thống Việt Nam, mang cái sắc thái của văn hóa dân tộc Việt. Hầu hết các bức tượng Pháp ở chùa Vé đều cao to như người thật, được sơn son thiếp vàng lộng lẫy và gần như có niên đại từ thế kỷ 18-19. Đây đều là những tác phẩm nghệ thuật quý giá, luôn nhận được sự quan tâm của giới nghiên cứu mỹ thuật cổ. Ở chùa Vé còn có bàn thờ Đức Ngô Vương Quyền, Đức Thánh Trần, Tam Tòa Thánh Mẫu và các vị hậu Phật. Trong tín ngưỡng nguyên thủy bản địa của người Việt, có tục thờ Tam Phủ hay còn gọi là Tòa Thánh Mẫu. Đó là ba bà mẹ, được coi là ba vị chúa tể sáng tạo ra ba vùng, trời, đất và nước. Với tín ngưỡng này, ở nhiều ngôi chùa, trong đó có chùa Vé, đã lập ban thờ Tòa Tam Thánh Mẫu với các pho tượng được thể hiện đều toát lên vẻ đức độ từ bi. Ở chùa Vé, bạn sẽ thấy rất bất ngờ với nhiều vườn tượng được bố trí quanh khuôn viên chùa, tái hiện một cách sinh động về sự tích Đức Phật thuyết Pháp, hay các pho tượng của khu tượng đài, Phật Tổ và Thập Đại Đệ Tử. Đặc biệt, tòa Ngọc Phật Quán Âm Tứ Diện được tạc từ khối ngọc thạch quý. Bức tượng Ngọc Phật nặng 9,5 tấn, cao 2 mét, được thể hiện với dáng ngồi uy nghiêm trên đài sen trụ tròn 2 tầng. Có thể thấy, chùa Vé là một ngôi cổ tự có quy mô lớn với kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, khiến cho bất cứ ai lần đầu đến thăm chùa cũng đều cảm thấy kỳ thú và hấp dẫn. Có dịp đến thăm chùa Vé, Hải Hà tin bất cứ ai cũng sẽ đều cảm thấy bất ngờ với sự nguyên trạng của những bức tượng Pháp, nghi trượng và đồ thờ tự, cùng những cổ vật quý giá được bảo tồn cho tới ngày nay. Và nếu đến thăm Hải Phòng, hãy tham gia một chuyến hành trình tìm hiểu những ngôi chùa cổ để có thể tìm về chốn thanh tịnh, xua tan mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa truyền thống nơi đây.